Dạ em đẹp vậy thôi chứ mà thật sự là cái phụ tùng đó, ba cái đồ trang sức này em mượn của Hà Thanh Xuân hết trơn á. Nghèo lắm, người ta đẻ ra người ta khóc hoa hoa hoa, em đẻ ra em khóc nghèo. Xui xẻo lớn lên lấy ông chồng cũng nghèo. Mà được cái đẻ bà con đẹp nha, tươi như hoa vậy đó. Đứa con em vừa chào đời nó khóc nó kêu đẹp. Mà hôm nay nè, em có một cái chương trình là em tuyển chồng cho con. Bởi vì em kêu con em ra đây, quý vị coi ai chấm được thì cưới con em nha. Em rất là thần tượng chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Con em đẻ ra em đặt tên Nguyễn Cao Còn Nguyên. Con gái ơi, Còn Nguyên ở đây đây đi con, nhạt nhẽo đã hết trơn rồi. Con trẻ qua mấy con đê sao toàn bê đê. Ôi con đê của một miền quê sao toàn bê đê. Thương qua miền quê bóng với bê đê cùng kéo nhau về. Cái gì ta đê rộ quá gì trời. Thì đó, hồi nãy em quản hát cái mẹ anh là quý vị thấy em con gái em có dễ thương không? Thấy em dễ thương chứ thương không có dễ đâu. Dê em đi sẽ có thương. Mấy em đừng chặt chém chị. Chị đẹp là trời cho, tụi em đừng có chặt chém chị. Sao mới lại con nói câu gì đó hả? Mẹ, con nói với mẹ rằng là dê con đi sẽ có thương. À mà lên giường cũng có thể đó. Cái gì vậy mẹ? Trời ơi, con gái còn nguyên mà, nó còn trinh trắng mà. Trời ơi, chưa lên giường thì có thể làm sao? Cũng rất dễ đó, tại vì con biết sao không? Mẹ là mẹ chào mồi vậy thôi chứ chưa chắc ai chịu con. Hả? Chị vậy? Trời ơi, ở số này đâu ai chịu con đâu. Sao? Trời ơi, nguyên cái lũ trai làm ở số này nó đồn con là no room hết đó, con biết không? Là cái gì? No room hết là cái gì? No coi là không. Room là buồn, ớt là trứng, nó đồn con là không buồn trứng. Mà con đàn bà mà không buồn trứng ai mà lấy, đúng không quý vị? Trời ơi, con dở cái tình độ tiếng Anh không mẹ? Mẹ vừa nói con không buồn trứng, hai bác sĩ đi ra mở rạp rồi. Một lần thôi về nó bình một tháng. Nó thay má tắm ao một hộ một lần, về nó bình luôn cả năm. Bây giờ là nó ói mặt xanh mặt vàng ra luôn. Bỏ cái vụ tắm mưa chung với con nha. Trời ơi, tôi cũng túc tát lắm mà cũng không được hả? Vậy thôi bỏ đi, bỏ đi. Cái vụ vậy rồi, con gái vậy là thôi không có lấy. Thôi, bây giờ mẹ quyết định rồi. Ngày hôm nay mẹ đưa con qua đến Na Uy này, mẹ phải gả chồng cho con. Trời ơi, rồi sao mấy được. Em thích anh rồi đó, để gửi ngàn nụ hôn nè.
nó dễ thương lắm. Mới vừa đám hỏi rồi tuần sau là đám cưới rồi đó. Trời ơi, mới đám cưới tuần này tuần sau đám cưới nó có bầu rồi hả mẹ? Đúng rồi, nó có bầu rồi con. Tại sao vậy? Tại sao không có thể lấy chồng mà lấy có bầu lẹ liền? Tại vì nó lấy này nó bao trọn gói con. Thằng này nó tên dễ thương lắm. Tên gì? Chơi không xong. Chơi không dâm lộn. Chơi không dâm à? Hàn Quốc nó tên chơi chơi xong dâm mà mẹ. Không, nhưng mà thằng này là tên là chơi không dâm. Tại sao? Tại vì nó vừa già nè, nó vừa hê đi kép ngồi chỗ, nó chơi xong xong nó dâm được không nọ. Nó muốn chạy đằng trời ngồi một chỗ thôi mà. Mẹ, đúng rồi, nãy cho nó lộn rồi, đúng rồi. Nó già mà ngồi xe lăn nữa là con nghĩ là phải đổi tên là chơi không xong chứ không phải là chơi không dâm, hiểu không? Nhưng mà thôi, con sợ lấy chồng Hàn Quốc lắm. Ủa sao vậy? Con sợ lấy chồng Hàn Quốc. Nói con lấy chồng Hàn Quốc đi được mà. Không, lấy chồng Hàn Quốc trời nó quốc, trời nó Hàn, nó quốc, trời nó Hàn rồi đó. Chịu lấy chồng đâu mẹ ơi, tại vì con còn nhỏ lắm á. Chị hả? Con lấy chồng về rồi con biết làm cái con mẹ cái gì? Không biết. Trời ơi, sao không biết được, phải biết chứ. Ôi. Con là con gái lớn rồi, con phải biết chứ. Thôi mẹ ơi, cho con đi học đi mẹ. Hả? Cái gì? Cho con tiếp tục đi học đi. Thôi con đừng có đi học. Mẹ nói cho con nghe. Học là học cho thật cao mà làm sao mà ăn bận sao cho thật mốt, đúng không? Bận cho mốt rồi thì chỉ có nước dốt. Nhà ông bà mình có câu rồi mẹ không nghe sao? Câu bây giờ gì? Mình ăn bận cho mốt chứ mình phải cởi nè, mình phải mở nè. Rồi người ta nói rằng là sau lưng một người con gái cởi mở là một đám đàn ông hăm hở. Trời ơi, có ai hết lại hết đi cơ nhà. Trời ơi, có ai hăm hở không? Chứ con sợ, mẹ sợ là con vừa cởi ra dưới này ói chết hết luôn đó. Gan quá à. Mẹ nói vậy là mẹ xỉ nhục con lắm. Bây giờ mẹ có chứng minh cho con cho mẹ coi nè. Em hỏi thiệt với anh. Dạ. Nếu em cởi, em mở ra, có anh nào dưới hâm hở em không? Ông nào bên đây nó cũng cúi đầu xuống hết. Còn ông nào giống ngỡ nè. Bên đây không hâm hở, không chừng bên đây người ta hâm hở. Ừ, con thử có hâm hở. Em hỏi thiệt, mẹ anh có hâm hở em không? Có mà yếu quá kìa. Có gì, một mình anh bên anh hâm tôi là đủ rồi. Ủa, không biết hả? Không có thể là hâm hở mà không có thể hâm dọa tôi vậy. Anh nên tôi dặn anh nha. Không phải bất cứ phụ nữ nào cũng đẹp. Mà cứ không phải phụ nữ nào đẹp thì cũng là con gái, ok? Nói chuyện là hiểu rồi ha. Mẹ vừa bắt lời cho mẹ. Thấy chưa, thấy chưa? Con nói rồi. Sao mẹ ăn xong suốt ngày nó xấu con gái gì rồi giờ trời đánh. Vừa đầm vừa chọi, đứa nào cũng chết đó con à. Không mẹ, để bữa nào uống cà phê mà lấy đặt đá được đó mẹ. Đây, để mẹ nghe. Quê, sao mà sổ sát ra hả? Quê là sẽ cho sạc mà sẽ cho sát ra ủ mà. Mẹ. Gì? Mẹ nói tiếng gì vậy? Mẹ nói tiếng Hàn. Trời, nghe giống tiếng Thái Lan. À, mẹ vừa nói với đàn trai của mẹ đó con. Trời đất ơi. Đàn trai mẹ dễ thương lắm mẹ ơi. Trời ơi, nó dễ thương lắm nhưng mà bị cái nó không có thích mẹ. Trời. Bây giờ mẹ tính giả cái người đó cho con chịu không? Trời đất ơi, là hả mẹ? Chồng Hàn Quốc nữa hả mẹ? Không. Trời, nó tên gì vậy mẹ? Tên là Kim Không To. Dễ thương lắm, để mẹ nói chuyện cho nó. Quê. Mẹ. Sao? Nên đi. Sao vậy? Em xúc phạm không em? Mà cái tên gì nó tên Kim Không To. Mẹ, cái Kim Không To bỏ bố, biết mà mặc được gì không? Nó Kim Không To lấy về xoa chỉ mai đồ. Kim Không To mà người ta có kỹ thuật được rồi con. Đủ điên quá. Quậy. Sao?
què sao kim ngân đeo sao? Ủa là hả sao bây giờ lấy em hả? Sao cái gì nghe nó lấy tôi chết nữa hả? Trời ơi, con sao kỳ vậy? Sao mình giới thiệu má vừa giới thiệu con cái ông kia chết rồi, giờ đến khi giới thiệu má cái ông cũng chết đó mẹ. Dạ cái nhan sắc của mình bà con này ta gọi là nhan sắc đẹp chết người đó mẹ. Dạ gì đó hả? Dạ thấy mà nghe ra đụng đến hai nhan sắc hàng cho con mà đã lăn đụng đã chết thôi. Nói dạ. Là tên mẹ con em là từ lăn tới chết luôn vậy. Dạ, đó hả? Đúng rồi mẹ, bây giờ mẹ cúp phone đi chứ con kim kim tự tháp ở đây mẹ bắn nó bắn hàng cho con mình giờ. Dạ. Chết rồi con ơi. Dạ. Bây giờ sao mẹ? Bây giờ cái gì là cũng ế mẹ? Không, con không ế được. Bây giờ mẹ sẽ giới thiệu cho con lấy chồng tay. Lấy chồng tay hả mẹ? Ừ. Không được đâu mẹ. Sao vậy? Chồng tay cỡn cỡn như voi, đêm lăn đè trúng chắc là loài xương. Thích ra không được hả? Thì dạ, thôi bây giờ mẹ sẽ giới thiệu cho con lấy chồng phi. Dạ không, chồng chồng phi nó đen ngòm, tối về cúp điện giờ hoài không ra. Dạ, còn chồng Mỹ mà con cũng không dám lấy chồng Mỹ nữa. Sao vậy? Con lấy chồng Mỹ dâm đạn lắm nha, nếu không khéo giữ chắc là tan men. Bây giờ mẹ muốn con lấy ai? Bây giờ con lấy ai đi ta? Con bây giờ con muốn lấy chồng Thái Hòa. Hả? Dạ. Không lấy anh Minh mà lấy chồng Thái Hòa dạ, hả? Dạ, anh Minh cũng được, ý của con nói rằng là con lấy chồng Việt Nam. Chồng Việt Nam đảm bảo trăm phần à. Thật thà chung thủy khỏi cần phải lo. Dạ, tại vì người ta nói rằng là họ chứ ta về ta tắm áo ta dù trong dù đục họ vẫn là cái áo. Bà đâm xuống mẹ quá. Mẹ đúng là mẹ vì dạ thôi cái áo cũng được mẹ. Vậy thôi hai mẹ con mình xuống. Dạ thì kiếm anh nào Việt Nam lấy cho con đi mẹ. Rồi mẹ quyết định liền. Thứ Nga và Hoàng Tâm xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Chào tình trạng còn rất ít phút đêm nay quý vị nó trong tình trạng gấp gáp giống như là hấp hối vậy đó. Quý vị biết không nha, tụi em vừa diễn mà nhìn cái đồng hồ đây nè quý vị, đã đúng 30 giờ để ăn rồi. Wow, quá hay luôn, quá hay. Có giờ diễn mà cái điện mắt ngay đây thì thôi chứ không nhìn thấy. Nhưng mà thật sự là như vậy, diễn ít như vậy thôi để chúng ta có cơ hội mời Hoài Tâm và Thúy Nga trở lại phải không quý vị? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã làm biến hóa cho anh một người rất là đẹp, dễ thương nha. Ơi con gái Than Nam chính là em. Một bàn tay năm ngón, em biết chọn ai. Chẳng cần anh thêm bận tâm, người ra đi chính là em. Để anh mãi ấm em bên người. Dạ đấy, em chào các anh chị em yêu quý. Nãy giờ các anh chị nghe em hát vang vẳng từ bên trong, cứ ngỡ em là một ca sĩ. Không phải, đấy chính là em. Khổ thân sao mỗi lần em hát bài này là em nhớ cuộc đời của em thế. Số em sao nó vất vả quá. Không phải em kén chọn đâu mà cái số em ấy, quen các anh ấy. Được anh này, được cái này thì mất cái kia, được cái kia thì mất cái nọ. Em rất là khổ thân. Em nhìn vậy thôi, cuộc đời em đã trải qua hai mối tình rồi đấy. Mối tình thứ nhất em quen một anh đẹp trai cao to, đô con như thống đốc tiểu bang Cali. Đô con bụng sáu cục, chân dài tới lách tới lầy. Thế mà tội nghiệp anh lại có một nhược điểm là không bao giờ đánh răng. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy em cứ phải đứng cách một cái bờ tường bê tông xi măng 20 inch. Thế mà mùi nó vẫn văng vẳng đi qua. Có hôm nọ ông nói chuyện kiểu gì em phê quá, em bước qua khỏi bức tường, vừa bước qua cái ánh khà hơi em ngửi mùi em ngất luôn. Tình giờ em quyết định chia tay mối tình thứ nhất. Đến mối tình thứ hai em lại rút kinh nghiệm hơn. Đợt này em quen một anh cũng đẹp trai vừa vừa thôi, không cần đẹp lắm, nhưng mà anh lại có một cái ưu điểm em rất là thích, là anh rất thích đánh răng. Ngày nào cũng vậy, đi vào siêu thị là mua bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này, thậm chí mua cả nước Nitrogine nữa cơ. Thế mà tội nghiệp anh vẫn bị một nhược điểm là không có răng. Các em bảo,
anh ơi, không có răng nên mua bàn chải về làm gì cho nó buồn. Anh bảo không, anh mua về anh dưỡng níu. Chết đời em đã không có răng, gặp anh ấy không có răng, hai đứa ôm nhau có mà hút cháo à. Vậy buồn lắm, năm nay kiểu gì em cũng phải lấy chồng, có răng hay không có răng là thậm chí em cũng phải lấy thôi. Thậm chí anh đầu đinh không có tóc ngồi trên kia em cũng quất luôn. Nói đùa thôi, người ta đã không có tóc như thế rồi mà còn nói như thế, người ta tự ái đấy mà người ta lại có vợ rồi. Không có dám đụng vào đâu. Bởi vậy buồn lắm, ngày nào em đi xem bói, em xem cái kiểu gì bây giờ em thành thầy bói luôn rồi. Bởi vậy năm nay em tự quyết em đời em xem lấy ai nhỉ. Ôi bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Chết rồi các bác ơi, thế nào năm nay đời em cũng lấy Johnny Chí Nguyễn rồi. Ôi, mừng quá, được lấy trai đẹp rồi. Chân dài tới lách, người đâu con vạm vỡ rồi. Ôi dài đâu rồi, sao không thấy xuất hiện. Đây đây, chân dài đến lách đây. Chân dài đến lách đây. Ôi cầu được ước thấy. Vâng. Mới cầu người ấy là gặp người ấy đây rồi. Vâng. Ghét thế, chân thì cũng dài tới lách đấy, mà người đâu tàn dâu là dâu. Ghét thế. Đàn ông mà lị, nam tu, còn nữ thì cái nhũ ấy. Thế hả? Vâng, thế hôm thế nay chẳng hay, thế đàn ấy tên gì đấy nhỉ? Em á, Johnny Chuồng. Johnny Chuồng là sao? Chuồng đấy ạ, Chuồng. Sang đây nó bỏ giấu hết mẹ còn Chuồng nữa. Vâng. Thế mà cứ tưởng người ấy là cái loại tên mà không bao giờ mặc gì. Không phải kỹ chứ. Thế mình cầu gặp Nguyễn mà gặp Chuồng thế thôi cũng được. Vâng. Thế chẳng hay đàn ấy đi đâu đây? Đi tìm thầy xem bói ạ. Mà ôi, tìm mãi chả ra. Ở đây này, ta này. Ở đây thầy á? Ta thầy bói này. Chính ta đây này. Không thường nhận thường ra thế nhỉ? Cái thường thường là thế, cứ mấy bà thầy bói cứ hay hầm hầm thế này. À vâng, dạ. Đây thầy đây. Chính vâng, thầy chào đây. Thầy. Thế chẳng hay đằng ấy vào đây xem cái gì? Thì có ai sung sướng mà đi xem bói thì phải khổ, buồn, tình duyên, là làm ăn là không thất bát rồi mới xem bói thế này. À thế hả? Vâng. Thế đằng ấy là vào xem thầy đây là đúng rồi. Vâng. Mà lại đây ta bảo này. Dạ. Ta cũng xin giới thiệu, ta đây là thầy bói thật. Mà ta ghét nhất ai vào đây xem bói mà gọi ta bằng thầy nhá. Ghét lắm cơ. Ồ thế à? Lắm đấy. Vâng thì thôi cho phép cháu xin gọi bằng bác ạ. Đi, đi luôn. Chẳng hay đằng ấy năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi bằng thế rồi. Em 25. Cái đằng này cũng mới 52 thôi. Ồ. Thì gọi cái gì cho nó gọn hiểu chưa? Bằng chị, vâng. Đi, đi luôn. Đi thẳng luôn, khỏi quay lại nhá. Ồ. Thấy ông đầu đinh kia không? Đấy hôm nọ ấy, tóc dài rất là tốt đấy, kêu tôi bằng chị tôi cạo phát không còn mọc tóc được đấy. Thế bây giờ muốn gọi bằng cái gì? Bác cũng không được, chị cũng không được, gọi gì? Gọi con à? Không. Gọi bằng gì? Gọi bằng em. Ôi dồi. Nghe xong buồn lồn quá. Gớm khổ, 25 tuổi gọi 52 bằng em mà nó ngượng ngạo nào ấy. Ngượng ngạo gì? Không nghe ông bà ta nói à? Thương thay thân phận đàn bà, hơn bao nhiêu tuổi vẫn là bậc em. Lúc bà chị còn văng chương. Vâng thôi thì em thì em. Ờ này bà này, thế gọi bằng em đi, không chừng ta đây xem bói khuyến mãi cho nhá. Không ai lại thế, tôi không lợi dụng. Không. Xin lỗi em nha, con không có lợi dụng như thế. Sao lại xin lỗi em, con không lợi dụng như thế? Nó ngượng mồm. Ngượng mồm sao gọi em mãi gọi không được chứ lị. Thôi ạ. Nói đúng ra là không cần xem bói miễn phí. Vâng. Nhưng mà tính tôi lại thích xem là phải giả tiền. Okay. Giả tiền nó mới linh chứ không giả tiền thần thánh không về. Ơ thế hiểu ý quá, thế gieo khỏe thì thường nó linh thiêng hơn hiểu chưa? Vâng. Thế tôi đã ấy thì mình gieo luôn đi hiểu chưa? Bây giờ gieo bao nhiêu ạ? À, tùy tâm thôi, khách ra vào ở đây thường cho 500 đô hay 1.000 đô. Đàn ấy gieo bao nhiêu cũng được. Cái này là tùy tâm đó ạ? Ừ. Vâng thì cảm ơn là thông cảm. Thế đây em gieo cái này cho nó kêu này. À, 5 xe. À, kêu quá. Vâng. Thế có biết bao giờ chơi pizza không? Là thế nào ạ?
có biết cây cơ không? Dạ biết. Mặt ta đang đơ như cây cơ đây này. Sao thế ạ? Ý sao cha? Coi 500 đô đứa có 5 sen lấy gì coi được hả cha? Thì bảo là tùy tâm mà lị. Mà quên vậy, thật sự ra đây đây cũng mượn hồn ở trên cao thôi. Thế để hỏi thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng. Để ta xem nào, ta hỏi xem hồn ở trên có nhập vào ta thì xem nhá. Vâng. Hai, con lại trên phương trời môi vâng vâng thầy chú dọn đi. Chi chuồng, chi chuồng chứ không phải là cơi chuồng. Có gieo que tình duyên, lý ra đặt 500 đô là hay đặt 1.000 đô na. Mà không hiểu sao nó đặt có 5 sen, vậy có xem không thì bao. Dạ, 5 sen thì xem theo kiểu 5 sen, xem cho nó chết mẹ nó luôn. Dạ, ok. Con nói tiếng lạ nhỉ? Thế em không hiểu gì cả. Thần phán đấy. Vâng, thế nào ạ? Bây giờ phán luôn nhá. Vâng. Số cậu sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Vâng. Còn gì nữa không ạ? Hết. Ồ. Sao xem bói mà nó lùn như bà thế? Các bà xem gì chỉ có mỗi hai câu là xem nào? Năm sen thì xem được kiểu năm sen. Muốn xem sâu sắc thì tăng cường vào xem nó mới sâu sắc. Năm sen lấy bô như xem được. Thì bảo bao nhiêu trăm thì cứ bảo. Ừ, cứ di diện này. Ừ. Năm sen thì tại vì bảo từ tâm thì mới đưa năm sen. Nhưng bây giờ bảo thêm thì tôi thêm. Ừ, mấy trăm trả được. Mấy trăm nó cũng không kè. Đây, một sen nữa đây. Là sáu. Thôi lại cụ thôi, hương hồn cụ cắt vào, em tự phán cho nó nhanh à. Không để cạo gió à? Ừ, thôi để ta về ta cạo gió. Vâng. Nghe xong gió nó lên dần dần trên người này. Vâng. Nha, phán luôn nhá. Vâng. Số cậu. Vâng. Sau này sẽ lấy vợ. Vâng. Vợ cậu là phụ nữ. Cái đây nghe rồi. À quên. Mẹ vợ cậu. Vâng. Là đàn bà. Bố vợ cậu. Thế nào à? Bố vợ cậu. Thế ông sắp chết à? Chứ thế nào? Bố vợ cậu. Thế nào? Là đàn ông. Ừ thì... Ô, cái con mẹ này. Nói vòng vòng hàng rào ông bằng kẽn gai. Còn nữa. Còn cái gì? Hết. Ồ. Một sen đưa thêm đấy. Đúng khổ bạc quay thế chả khác nào là... Số cô có mẹ có cha, mẹ có đàn bà, ta có đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, chả gái thì trai. Đúng rồi. Xem thế xem làm gì? Ta xem vào câu như thế chứ là thôi, xem. Thôi mệt, không coi xem này, nữa đi. Này. Cái gì? Người đâu hay giận hờn thế. Tôi phải đi làm mà dân business mà. Nãy giờ ta vào đây ta đùa thế thôi. Đùa cái gì vớ vẩn. Ta nãy giờ ta bảo ta on sale, ta khuyến mãi rồi. Ta có lấy tiền đâu. Ta chỉ lấy cái khác thôi, hiểu chưa? Bây giờ bà muốn lấy cái gì? Ta chỉ lấy tít tít te te tí. Mẹ con người có bao nhiêu chỗ quý nó lấy hết mẹ rồi. Thầy vớ vẩn. Tôi đây nếu mà tôi có bán, tôi bán nghệ, tôi không bán thần. Này, vớ vẩn. Đây là tập sách nhá. Tập gì? Dở tập sách. Dở trong cuốn sách này, nó sẽ ra một bài thơ. Ngồi đây đi. Rồi nó hiện ra chân dung phụ nữ vợ cậu. À thế à? Để tớ giải thích cho nghe, hiểu chưa? Bây giờ xem đến sách rồi á? Ừ, nhanh nhá. Gớm thời, bà đi trước thời đại nhỉ? Ừ. Bây giờ người ta xem bằng vi tính, bà mới dở sách. Ta dở sách cái này là ta đi theo cái truyền thuyết cũ. Bói Kiều. Ở đây cái bài này là bài gì? Đấy. Cái này. Gớm. Đây xem nào. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát. Mặn dầu tay kẻ lặn. Ừ. Nặn mà. Ô, kinh sư mày quê tao chỉ nói là lặn, tôi không nói nặn được nhá. Đấy, mới vừa nói xong rồi. Ép quá thì phải ra thôi chứ. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Đấy, này là ý gì? Hương khổ thân thế. Bao nhiêu bài hay không chọn ngay cái bài buồn thế. Xin chia buồn với cậu. Thế nào? Số cậu sau này khổ tình lắm. Cậu sẽ quen một con bé rất ư là trắng trẻo. Ồ, người ta bảo người vợ nước da trắng là đẹp chứ có gì mà phải khổ thế. Gớm, nhưng mà con này nó có nguy cơ bị bệnh béo phì. Mà làm gì bà con nói cái căn cứ đâu bà nói cái câu đấy. Thì đây, béo phì đấy. Không nghe cái câu thân em vừa trắng lại vừa tròn. Chứ tròn lắm đấy. Con này hơi béo đấy. Béo làm. Ok, béo được.
béo mình về đêm mình làm đầu nằm rồi mình gối hay là mình để mình gác cũng đỡ. Nhưng mà con này nó béo lắm. Vâng. Đến nỗi mà nó có nguy cơ sau này bị chết chìm đấy. Sao tự dưng bà phán nó chết chìm là nào? Cô không nghe câu à? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy lỗi ba chìm với nước lon đấy, thấy chưa? Đi ra bờ sông vừa tắm xong nhảy xuống chìm luôn, không kịp cưới, kinh không? Đấy. Kinh đấy. Mà nếu con này không chết chìm sau này còn hành nghề bia ôm nữa. Vơ vẩn. Bài này bình thường thế, chỉ gọi là nhưng em vẫn giữ tấm lòng son này. Ô, không nghe cái câu à? Câu gì? Sắn láp mặt dầu tay kẻ lặn đấy, thấy chưa? Con gái ngoan hiền ra đâu ra đường đâu bây giờ để ai sờ ai lắm đâu, chỉ có bị ôm mới như thế thôi, hiểu chưa? Đấy, thấy chưa? Chứ mẹ cưới vợ này thì cưới làm gì? Đấy. Nhưng mà cuối cùng nó còn cái câu vẫn giữ tấm lòng son đấy. Nó khổ thế. Nó còn được cái câu đấy. Nó dù nó làm gì nhưng mà cái lòng nó vẫn dành cho mình tấm lòng son. Đúng, con gái nói có là không, nói không là có. Chẳng nhẽ bây giờ nó bị sờ, bị lắn ở da, nó gặp anh nó bảo: ôi anh ơi em bị sờ, em bị nắn. Thôi. Bà đừng đưa hàng mà vào, tôi sợ lắm. Con sợ mấy hàng cũ này lắm. Hàng lâu năm này mốc mèo mệt lắm. Sao cứ sỉ nhục ta thế? Sỉ nhục gì? Người ta có, người ta khoe đã đành. Không phải là vậy, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Có nghĩa là con bé này nó bán bia ôm một thời gian, sau này nó tích chữ được một số son phấn, sau này nó hành nghề bán son, hiểu chưa? Câu người ta, câu cũ nó ra là thế. Ngoài tôi chỉ có mỗi cái bài của bà người ta tả về cái bánh trôi nước thôi mà bà ấy vẽ ra lung tung ấy. Đấy, phải suy diễn ra, anh hiểu không? Nó như là chơi số đề đấy. Mà phải bàn ra, cuối cùng anh rất khổ. Nó hiểu chưa? Thôi khỏi thôi, thế thôi, cảm ơn nhé, không xem nữa. Này! Sao? Sao lại hay giận hờn những người đâu, cứ xem hở tí về. Mấy khi gặp được thầy ở đây, từ bay từ Việt Nam qua đây, chỉ đứng đây xem bói mà chỉ xem vài người lại bay về bên kia, xem bên kia. Nó tự ra đây, đây, nếu mà xem không được, lấy vợ không được, ở đây để tao cầu hồn thần thánh xem có cách nào giải quyết được không, hiểu chưa? Vâng, số em cao số lắm. Đấy, cao số lắm, nhìn là biết rồi. Hay! Con lại trên vương trời mời vương vật thì chú Johnny chi chuồng có lần đơn tình duyên, có cách nào gờ được không à? Dạ ok, chơi luôn. May quá, số cậu gặp tôi hôm nay là thần thánh, là dễ dãi như thế nào lại ứng cho cậu là lấy được vợ rồi. Ồ thế à? Mừng lắm. Thế bây giờ nhá, xem bói ở đây xong ra về cậu đừng có đi đâu hết. Vâng. Cậu cứ lấy xe tiến thẳng ra Santara, đi vòng hết một phước Ngọc Thọ nhá, xong quay lại cái sân khấu Babylon. Cái gì? Babylon. Babylon nào? Thì Babylon đấy. Có cái sân khấu gì mà nghe bảo có lông lông đấy mà không nhớ. Thôi nói chung là sân khấu có lông. Ừ đấy. Cậu mới tiến thẳng vào một chỗ rất là đông người. Cậu mới đi thẳng xuống bậc thang. Cạch. Cậu gặp một người phụ nữ mặc áo màu đen, đang ngồi hàng thứ hai, tóc bới, ngồi chờ đợi ở đây. Ồ, thế cuối cùng tôi lại gặp người quen à? Lấy người hàng thứ hai kìa. Không, anh có điên không? Anh từ từ anh nhìn, anh có thấy người ta ngồi với chồng người ta không? Ừ, chồng người ta đẹp trai, thế cao to như tùng. Thần thánh thì phán cái kiểu gì kỳ ấy, phán cái kiểu đấy để giết người à? Tôi đi xuống đấy cho chồng nó đánh tôi bỏ mẹ tôi à? Từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Cũng chưa chỉ lanh chanh. Từ đấy anh mới đi tiếp, hiểu chưa? Ồ, cái từ đấy mới ngừng chặng đấy, một đấy à? Ừ, từ đấy mới là một cái chặng thôi. Anh mới xin người ta, anh bảo ơi cho em đi tiếp. Anh mới phóng qua cái bàn, anh mới tiến thẳng lên một cái bậc thang. Anh đi cạch. Trên đấy có một cái bục cao giáo, trên đấy có nhiều đèn chiếu sáng. Khoan, từ từ để cho em đi luôn. Không, cho em đi rồi. Không, khỏi đi. À. Nó đâu đây rồi, hiểu chưa? Từ từ ta chỉ rồi mới đi, hiểu chưa? Rồi trên đấy có nhiều khung cảnh rất là thơ mộng. Đặc biệt, trên đấy có một người phụ nữ đẹp như tiên, hiền dịu, đang chờ đợi cậu. Có cảnh này quen nhỉ? Đây này có đèn chiếu sáng này này. Đâu chả thấy ai. À. Chả thấy ai ạ? À? Này! Em không thấy ai! Này!
Đâu ai đâu, không em không thấy ai đây này, không thấy. Khổ quá, đây là ai? Con lạy mẹ mẹ ơi, gớm khổ thế. Mỗi lần ăn gà con phải xé à? À? Mỗi lần ăn thịt con phải nhai mớm à? Gớm khổ bà đẹp với bà tự tin thế. Này. Để có vũng nước trâu nào không mà xoay mặt và xuống xem, ôi giời, tiền đạo thì đi hết. Mắt thì nó sụi lơ thế kia. Đúng kinh đấy, nhìn bà người trả ra người, 9 phần khỉ, 1 phần đười ươi. Bà nghĩ sao mà bảo tôi lấy bà. Khổ quá, lấy em về. Em không đẹp mà em nạ, anh hiểu chưa? Anh là, em là thú vật nạ. Nhìn em là anh buồn ngủ, anh hiểu chưa? Này em bảo này, anh có gì mà anh cứ hoảng hốt, không có gì hoảng hốt hết. Duyên số nó đến rồi. Em bảo anh này, anh cứ từ từ, anh cứ làm cái gì mà anh đã ớn, anh gói anh lôn ra thế đó. Cứ từ từ ta thẩm định hàng hóa. Không, em nói thật với chị nhá. Thế thà em không lấy chị thì thôi. Nghe đến lấy chị là bắt đầu em buồn lôn. Hồi sáng ăn có mỗi cái hamburger, bây giờ phải lôn ra miếng steak cơ. Cấp lôn mà còn lỗ ấy. Này, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Thế nào? Bên ngoài quần áo tả tơi, bên trong nội thất tuyệt vời làm sao? Cái này thì em luôn thật sự đấy ạ. À. Đúng khổ, bà nghĩ sao bà bảo nội thất bà đẹp. Điện nước thì cúp mẹ 2/4 rồi. Đấy, chưa tính đấy nhá. Chưa tính cái làn kép rồi nhá. Hàng hóa cứ cất nâu, không có đưa ai nhìn là coi như là không chứng minh được cái gì. Đây, 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 đây bảo đây. Này nhá, em nói thật anh nhá, bây giờ em dở cái này ra nhá, em chứng minh cho em biết là em đẹp nhá. Anh nhìn vào anh ngất ngay, đẹp lắm cơ. Thôi tôi không nhìn đâu. Em nói thật anh, em dở này là chết ngay. Đây, 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 mấy anh chị, mấy anh nào hôm nay làm ơn có vợ dắt đi, đừng có mở mắt ra xem cái này nhá. Thấy cái này của em xong cái bỏ vợ theo em rồi đấy. Đấy, cha kia kìa đấy, có vợ ngồi đấy mà mắt sống quắt cái đèn pha đấy. Không, cái đấy người ta tò mò xem cái gì mà kinh thế đấy. Này, từ từ nhá, hộp lắm. Em không xem đâu, gớm khổ. Đấy này, tôi không, không. Đưa được, được rồi. Tên, 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 tên. Tên, tên. Ô, chân gà ác tìm thuốc bắc. Cái này à, bà đưa tôi xem này à. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mà kinh khủng như con mẹ này. Mặc quần bà ba mà nó chơi vớt da đen. Em tưởng nó vớt đến đây rồi nó chơi một phát mẹ đến bẹn cơ. Chưa hiểu cái gì để ta từ từ ta giải thích. Qua cani này nặng quá, phải mang tất cho nó ấm chân, với lại che đi 5-6 cái ghẻ nó mọc trong người thế này. Ồ thế à? Ừ. Thế lấy cái cổ quý này còn tặng kim cương ấy à? Ừ. Rất khổ. Này, sao mà cứ sao mà cứ tránh né thế? Thôi thôi. Bảo này, lấy em có nhiều dịch vụ khuyến mãi lắm. On sale á? On sale nhiều vụ lắm, có nhiều cái dịch vụ rất là vui. Nha, lấy em nhá. Cái thứ nhất là anh sẽ được một chuyến đi du lịch Hawaii miễn phí nha. Đặc biệt lấy em hàng đêm. Nghe hàng đêm mắt chớp chớp ngay. Chớp chớp để ngủ đấy mẹ. Hàng đêm anh sẽ được xem phim kinh dị miễn phí. Thôi còn lại bà. Thôi rồi sáng sớm ra gặp con mẹ điên. Thôi. Ô, còn ta đi đấy. Sợ người. Đi gì mà đi? Bà sẽ buồn cười. Tôi đến đây tôi có xem bói tôi lấy vợ đâu. Ô hai, này buồn cười nhỉ? Có đàn ông này râu ria này không lấy vợ chẳng nhẽ đây thế giới thứ ba? Này bà nói cho đàng hoàng nhé, thế giới thứ ba là cái gì? Bà nhìn sao bà bảo thế giới thứ ba? Em sorry. Xin lỗi bà. Tôi đê đê mà. Hello. Honey à. Lúc đấy ở đây vui lắm này. Đây có con mẹ bảo em lấy chồng em buồn hôn gần chết rồi này. Lấy vợ em buồn hôn gần chết rồi này. Mà thôi đến đón em nha. Này, đời em mà không bao giờ em có bảo bà ấy. Bây giờ em phán thẳng vào mặt bà ấy cho anh nghe nhá. Đời tôi nhá, không bao giờ ăn bánh bao bánh bèo nhá. Chỉ là gõi cuống rồi nhá. Báo cho bà biết trước như thế. Em báo rồi. Yên tâm, sẽ không mất em đâu. Ok, bye bye. Gì đấy bà nội? thế chị có dâu gì đấy ơi? Bà đây.
Người đàn bà không bao giờ biết chửa đấy. Thế em muốn đi về gì? Vâng. Đây này, nãy mà anh vào nó này, bây giờ anh ra nó này đấy. Có mấy anh security đang đợi anh đấy. Ra đấy mà ấy nhá. Nhầm rồi. Đấy không phải gu tôi nhá. Gu tôi không có security nhá. Chứ là ai? Ai mà hỏi làm gì? Vớ vẩn. Này, từ nay giờ đi nhá. Ừ. Cứ nhớ đi nhá. Từ nay giờ đi nhá. Đừng bao giờ nhìn bên ngoài. Nhìn bên ngoài không đánh giá được con người đâu nhá. Đừng thấy dâu mà tưởng dai nhá. Lộn hàng rồi đấy bà. Tôi đi đây. Cái đằng ấy là tên gì đấy nhỉ? Không cần biết tôi là ai. Ô chết, đụng hàng rồi. Đụng hàng, đây là chị Bảy bán dưa. Chị cưa cái cẳng, chị lột cái da là chị rồi. Thôi em bảo rồi. Chết rồi. Đời em mà lấy anh này về đêm tân hôn, hai đứa dành nhau cái váy đầm ngủ mà giết nhau chết chắc. Bởi vậy em bảo rồi, người phụ nữ mà đẹp như tiên như em là khổ tâm lắm. Bởi vậy em quyết định em ở giá đi cho nó khỏe nhỉ. Thế em chào các bác, em ở giá đi cho nó khỏe nha các bác nha. Xin chào nha. Hoài Linh và Thiên Nga xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Xin chúc quý vị khán giả một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Bà chờ tôi ra chào phải không? Yes, bây giờ tôi nhìn bà tôi buồn lâu thật. Cảm ơn cô. Thưa quý vị, Hoài Linh với chúng tôi đều bắt đầu ở Cao Sơn, restaurant Cao Sơn. Mà Hoài Linh thì bây giờ trên đài danh vọng rồi. Còn tôi thì vẫn là một MC có tuổi mà chưa có tên. Cái đấy là cô nói quá chứ. Tôi thấy là cháu là... Hồi đấy cô cháu mình gặp nhau là ở Cao Sơn cô nhỉ? Rất lâu lắm rồi, là bây giờ hai cô cháu mới làm việc với nhau. Và hôm nay nhưng mà từ ngày đó là cô đã nói trước là Hoài Linh sẽ là một người thành công lắm, đúng không? Nhưng mà bao nhiêu năm cháu nhìn cô vẫn đẹp. xin cảm ơn cô, cảm ơn quý vị khán giả và chúc cô và quý vị khán giả có một đêm thật là vui và chúc sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong show tới. Vâng. Thưa quý vị.